Hi, xin chào các bạn. Thì ở video lần trước là mình vừa cấu hình xong cái thiết bị và chuẩn bị cho cái project của mình. Thì sau giai đoạn này, thì là video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn về cái cách mà chúng ta cùng đi đặt tên biến cho các cái biến trong cái chương trình của chúng ta. Thì ở đây mình cùng nhau đi làm ha. Ở đây các bạn vào BSC Tag này. Các bạn bấm vào Default Tag Table này. Đây bạn có thể bấm chuột phải vào đây để bạn tắt đi cái màn hình screen mode, tắt đi cái màn hình này và tắt đi cái màn hình overview thì không tắt được. Rồi. Ở cái phần default table này thì nó có mấy cái biến mà chúng ta đã có sẵn. Giờ chúng ta lúc này chúng ta ban đầu chúng ta bật cái clock memory lên nè, thì các cái clock 10 Hz. Đó, đây là các cái biến các cái clock chúng ta. Rồi. Thì ở đây chúng ta có thể thêm một cái biến gọi là cái biến movement index. Các bạn cứ việc làm theo mình thôi. Biến thì đặt biến là gồm hai phần, thứ nhất là đặt tên biến và địa chỉ của biến. Địa chỉ của biến lúc này là ở đây là sẽ là ví dụ này, thì mình đặt tên biến là movement nha. Movement index. Đó. Các bạn cứ việc làm theo thôi, tại vì các bạn chưa có kiến thức về cái phần BLC này nên là các bạn không hiểu, cái này cũng là điều dễ hiểu thôi. Đây mình chỉ giới thiệu cho các bạn thôi. Thì cái này là integer, integer thì sẽ là số các cái số số nguyên. Đó, integer thì mình đặt địa chỉ nó là MW40. MW40 nha. MW40. Rồi, cái này là cái quy ước các bạn chỉ việc làm theo mình thôi. Thì cái biến này nó có tên là movement index và biến này là thuộc loại biến integer là số nguyên. Và cái địa chỉ của nó là MW40. Thì MW40 này có nghĩa là trong một cái bộ nhớ của cái thiết bị BLC mình á, thì nó sẽ nằm ở địa chỉ vùng địa chỉ MW40 và nó sẽ chứa cái giá trị nằm ở trong cái địa chỉ này. Đó. Giá trị đó có thể là một con số chẳng hạn. Và tiếp theo là cái biến count. Biến count này mình sẽ để nó là integer và MW42 luôn. Biến movement index này nghĩa là nó sẽ đo được cái độ dịch chuyển của cái thùng hàng đó, và biến count này là biến biến đếm của cái cảm biến đếm được số thùng hàng của chúng ta. Rồi chúng ta tiến hành, chúng ta add new table này. Thì new table đầu tiên này á, để mình xem nào, mình sẽ đặt tên nó sẽ là các cái dây của chúng ta. Ở đây là 0,1 giây. Đây là biến bool và địa chỉ là m. Mình xem lại một tí ha. Rồi, mình xem lại một tí ở bên đây. Đây, các bạn xem nè. 0,1 giây là ứng với thì 0,1 giây thì t sẽ bằng 1 phần f. Thì F sẽ bằng 1 phần T, 1 phần 0,1 là bao nhiêu? Chính là 10. 10 thì đó chính là 100.0. 0,1 giây thì ứng với phần trăm M100.0. Đấy. Thì cái này nó bị trùng rồi. Bị trùng là bị trùng ở đây nè. Mình đã sử dụng ở clock 1 hạt này nè. Mình sẽ vào đây mình đặt tên thằng này lại. Mình sẽ xóa cái này đi. Delete nó đi. Đó. Sẽ đặt tên này lại nè. 10 Hz thì mình sẽ đặt nó là 0,1 giây để khi mà lập điều khiển chương trình thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Đó. Và 5 Hz này chính là 5 Hz nghĩa là bao nhiêu? Không có cái lớp 5 Hz, 1 phần 5 là bao nhiêu? Là 0,2 giây ha. Rồi, theo 0,5 giây. Các bạn có thể bấm với 1 phần 0,5, 1 phần 2, 2 giây. 1 phần 2. Đây, đây là 2 giây. Và 1 giây. Đây, 1 giây thì là 1 hạt. 2 giây thì ứng với 0,5 hạt. Rồi, system by m by vậy. Hai cái này bị trùng rồi, thì các bạn có thể xóa bớt một cái. Mình xóa cái dưới này. Rồi, ok. Thì mình vừa cấu hình xong cái biến cho cái thời gian của chúng ta. Tiếp theo thì mình sẽ đi cấu hình cái biến tiếp theo.
là cái biến input. Đó. Cái biến input. Mình sẽ đặt tên của cái vừa tạo ra là input nè. Đó. Input chúng ta thì là chúng ta cần cái gì nè? 2 giây end nè. Biến này là biến animal 2 giây. Nghĩa là M10.0. Các bạn cứ việc làm theo mình thôi nha. Cái này rác nữa mình sẽ giải thích sau. Khi mà vào chương trình mình sẽ giải thích sau để dễ hiểu hơn. Vn. Còn đến 5 Vn. Đây là Lion. Đây là Light Off. Không có Light Off. Start Cycle. Start Cycle là 11.1. Start Conveyor. Light On là 11.0 nha các bạn. Start M1.0 này đã bị trùng rồi. Ừ, thì mình đặt nó vào M10.3 cũng được. Đấy. Start Cycle này thì nó là M1.1 hả? Nó là bị trùng luôn. 10.4 đi. Đặt 10.4 đi không sao cả. Start Conveyor là cái biến, là cái biến khởi động băng tải. Nó là 10.5. Cái reset. Reset lại hệ thống. Biến TM1. Biến này là biến gì? Biến này mình sẽ gọi nó là time, là thời gian. Nếu mà nó đếm thời gian đó thì thằng này sẽ là MD20. TM2 vẫn là tham MD24 và TM3 là MD28. Rồi đến cái bước cuối cùng là mình sẽ đi thêm các cái thằng output của chúng ta. Output là tín hiệu đầu ra đó, mình sẽ thêm vào cái add new table F2 output. Output này đây ha. Rồi đầu tiên là line này. Line này là output cho cái đèn này, nó sẽ là V0.0, nó ra là V0.0 nha các bạn. Đó, đây là quy ước về cái ký hiệu nó thôi. Tiếp theo là motor 1, mình điều khiển motor 1 nè, mình điều khiển cái đèn này, mình điều khiển motor 1, motor 2, motor 3 này. Đó, V0.1 này. Tiếp theo là motor 2 này, là V0.2 này. Rồi motor 3 là V0.3 này. Đó, tiếp theo là cái băng tải này. Các đây là các cái đối tượng mà mình sẽ điều khiển này, conveyor này. V0.4. Và các cái thông số, các cái thông số mình nhập vào. Cái mai thì cái này mình sẽ giải thích sau. T thì cái này là DINT double integer. Và cái này là MD2. Tương tự HMI T2 ET này cũng là DNT luôn. HMI T3 ET. Rồi đấy, thì ở đây mình đã làm xong cái đặt tên biến rồi, thì video tiếp theo mình sẽ tiến hành lập trình cho code BOC này. Rồi chào các bạn.